cảnh báo lũ lớn ở Trung Quốc, hơn 53.000 dân phải di dời, ảnh hưởng đến 127 triệu dân. Những trận mưa lớn kéo dài liên tục nhiều ngày qua tại Quảng Đông, Trung Quốc đã khiến giới chức khí tượng cảnh báo xuất hiện lũ lụt nghiêm trọng, có thể chỉ xảy ra trăm năm có một. Cụ thể, một trận mưa lớn kéo dài 12 tiếng, bắt đầu từ đêm 20 tháng 4 đến sáng 21 tháng 4, đã bao phủ 4 địa phương ở Quảng Đông gồm Triệu Khánh, Thiều Quang, Thanh Viễn và Giang Môn. Có ít nhất 27 trạm thủy văn của tỉnh Quảng Đông đã trong tình trạng báo động. Một số đoạn các sông qua Tây Giang và Bắc Giang đã đạt mức cao nhất trong vòng 50 năm qua. Theo Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc, hầu hết các khu vực bị ảnh hưởng đều có lượng mưa từ 200 đến 350mm. Đặc biệt, tại Thiều Quang ghi nhận lượng mưa 584,4 mm, cao hơn nhiều so với kỷ lục 417 mm vào tháng 4 năm ngoái. Cơ quan phòng chống lũ lụt và thiên tai tỉnh Quảng Đông cho biết, nước lũ ở sông Bắc Giang, một nhánh phía nam của sông Châu Giang, dự kiến sẽ đạt đỉnh 37,3 mét, tức cao hơn mức cảnh báo khoảng 5,8 mét. Tại thủ phủ Quảng Châu, thành phố với hơn 18 triệu dân, hồ trữ nước đã đạt giới hạn xả lũ. Thời tiết mưa lũ cũng khiến hàng chục chuyến bay tại sân bay quốc tế Bạch Vân ở Quảng Châu bị chậm trễ. Mưa lớn đã ảnh hưởng đến nhiều khu vực của tỉnh Quảng Đông. Tổng cộng 53.741 người đã được di dời trên toàn tỉnh, trong đó 12.256 người được tái định cư khẩn cấp. Bộ Nguồn nước Trung Quốc cảnh báo lũ lụt trên diện rộng có thể ảnh hưởng hơn 127 triệu dân phía nam Trung Quốc. Giới chức tỉnh Quảng Đông đã yêu cầu mọi cơ quan, ban ngành và các cấp địa phương nhanh chóng triển khai kế hoạch ứng phó thiên tai khẩn cấp. Bộ Thủy lợi Trung Quốc cũng ứng cử 3 nhóm công tác từ Bắc Kinh đến Quảng Đông để hỗ trợ. Đây là trận lũ lụt lớn thứ hai xảy ra tại tỉnh Quảng Đông diễn ra trong tháng này. Trước đó, dông bão đổ bộ vào khu vực phía nam Quảng Châu cách đây 2 tuần, đánh dấu lũ lụt đầu mùa sớm chưa từng có kể từ năm 1998. Hơn 800 người đã phải sơ tán khi nước dâng cao.